Với những ai đang chuẩn bị bước chân vào thế giới đầu tư tài chính thì việc lựa chọn thị trường và cách thức đầu tư sẽ quyết định rất lớn đến sự thành công trong tương lai. Với nhiều nhà đầu tư thì những khái niệm như là cổ phiếu, trái phiếu hay là bất động sản đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng với nhiều người thì thị trường ngoại hối hay còn gọi là Forex mới thực sự là mảnh đất màu mỡ sinh lời. Và nó được xem là kênh giao dịch tài chính lớn nhất thế giới và là kênh kiếm tiền hấp dẫn đối với những ai dám chấp nhận rủi ro để có thể đạt được mục tiêu tự do tài chính. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thị trường Forex hoạt động như thế nào. Forex là gì? Forex là từ viết tắt của Foreign Exchange, tức trao đổi tiền tệ quốc tế. Thị trường Forex còn được gọi là thị trường ngoại hối, là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với số lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Nói ngắn gọn hơn, Forex là thị trường phi tập trung cho việc trao đổi các loại tiền tệ trên toàn cầu. Khởi điểm của thị trường Forex ngày nay bắt đầu vào năm 1971 sau khi nền kinh tế toàn cầu chuyển mình từ bản vị vàng sang tự do tiền tệ. Bước tiến này được xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, nhưng nhìn chung là do chịu ảnh hưởng bởi sự kiện Mỹ chính thức rút khỏi chế độ tiền tệ Bretton Woods, cho phép tỷ giá hối đoái thả nổi. Trong những thập kỷ trước, ngoài các ngân hàng và quỹ tài chính, chỉ có những gã khổng lồ mới có thể tham gia thị trường này. Vào thời điểm đó, các thực hiện giao dịch phải có từ 10 đến 50 triệu đô la. Forex ra đời cũng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng và các công ty khổng lồ trong ngành, chứ không phải là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kỳ diệu của Internet, hệ thống giao dịch trực tuyến và các sàn giao dịch đã ra đời, cho phép những khách hàng lẻ mở tài khoản. Ngày nay, những sàn giao dịch trên thị trường được phép thực hiện những giao dịch với khối lượng nhỏ hơn rất nhiều lần trước đây nhằm đáp ứng nhu cầu của đại đa số khách hàng cá nhân. Mặc dù vậy, thành phần chính tham gia vào thị trường Forex vẫn là các định chế tài chính gồm các ngân hàng quốc tế, các ngân hàng trung ương, các quỹ tài chính và các công ty thương mại lớn. Những cá nhân giao dịch trader nhỏ lẻ chỉ chiếm khoảng 7%. Theo số liệu vào năm 2016 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, trung bình mỗi ngày, khối lượng giao dịch Forex đạt trên 5.000 tỷ đô la, gấp 20 lần thị trường chứng khoán Mỹ và 15 lần so với thị trường trái phiếu Mỹ. Cũng theo BIS, con số này đã tăng lên thành 6.595 tỷ đô vào năm 2019. Thị trường Forex giao dịch thế nào? Ở thời điểm hiện tại, các sàn Forex cung cấp cho trader khoảng 600 sản phẩm khác nhau từ hàng hóa, kim loại quý, chứng khoán đến tiền điện tử, trái phiếu, chỉ số. Trong số này, tiền tệ Forex vẫn chiếm đại đa số. Đây là hình thức giao dịch bằng cách mua một số lượng tiền này và bán một số lượng tiền khác trong cùng một thời điểm. Tiền được giao dịch thông qua người môi giới hoặc trực tiếp theo từng cặp, ví dụ cặp euro trên đô la hay bảng Anh trên yên Nhật. Tuy nhiên, các cá nhân không thể tự tham gia vào thị trường này mà bắt buộc phải thông qua một nhà môi giới, thường được gọi là các broker hay sàn Forex. Bản thân những trader cũng chỉ sử dụng tiền là công cụ duy nhất để tham gia thị trường Forex. Họ giao dịch dựa trên các hợp đồng chênh lệch CFD, tức là dựa trên sự biến động của giá cả để kiếm lời. Có thể đọc và hiểu một tỷ giá ngoại hối Forex Quote đương nhiên sẽ là chìa khóa để giao dịch Forex. Ví dụ, tỷ giá hối đoái euro trên đô la là 1,1254. Euro là đồng yết giá, base currency, và luôn bằng một đơn vị, còn đô la là đồng định giá, quote currency. Khi một đơn vị đồng yết giá đổi ra đồng định giá cho con số lớn hơn, có nghĩa là đồng tiền yết giá đã tăng giá trị. Còn khi con số đó giảm xuống, đồng yết giá đã giảm giá trị. Trong một cặp tiền như euro trên đô la, có một loại tiền tệ sẽ luôn là đồng yết giá, trong trường hợp này là euro, và loại kia sẽ là đồng định giá, trong trường hợp này là đô la. Người ta luôn mua hoặc bán đồng yết giá. Vì vậy, khi bạn muốn mua euro và bán đô la, bạn sẽ mua cặp euro trên đô la. Còn khi bạn muốn mua đô la và bán euro, bạn sẽ bán khống cặp euro trên đô la. Bên cạnh đó, khi tham gia giao dịch Forex, người ta còn chú ý đến giá bid và giá ask. Hai loại giá này gắn liền với đồng yết giá, base currency. Giá ask sẽ cho bạn biết khối lượng tiền định giá bạn cần phải trả để mua một đơn vị tiền yết giá. Giá bid sẽ cho bạn biết khối lượng tiền định giá bạn có thể mua khi bạn bán một đơn vị tiền yết giá.
chênh lệch giữa hai giá này, ask trừ đi bid, được gọi là spread. Giá bid sẽ luôn thấp hơn giá ask, và mức chênh lệch giá càng ít thì càng tốt cho nhà đầu tư. Nhiều công ty môi giới tăng chênh lệch giá bằng cách tăng giá ask để lấy thêm tiền của nhà đầu tư. Những con cá lớn của thị trường. Ngân hàng Trung ương đóng vai trò như một nhà điều phối hoạt động thị trường, người cầm cân nảy mực, tạo sự cân bằng để tạo ra nguồn vốn cho thị trường và ổn định nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương tác động đến thị trường bằng cách trực tiếp hay gián tiếp tùy theo từng giai đoạn của nền kinh tế. Công cụ sử dụng có thể là các hình thức bơm tiền hay rút tiền thông qua chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ. Các ngân hàng trung ương ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường có thể kể đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, Ngân hàng Trung ương Anh, BOE, Ngân hàng Trung ương Nhật, BOJ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB, Ngân hàng Trung ương Canada, BOC, Ngân hàng Dự trữ Úc, RBA, Ngân hàng Dự trữ New Zealand, RBNZ. Chính phủ bất cứ quốc gia nào cũng sẽ dự trữ sẵn một lượng ngoại hối để đáp ứng nhu cầu tiền tệ trong nước. Chính phủ và ngân hàng đôi khi sẽ phải vay tiền từ cơ quan và tổ chức cho vay quốc tế như Ngân hàng Thế giới, đặc biệt là Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Tập đoàn Tài chính quốc tế IFC. Ngoài ra, còn có những tổ chức cho vay khu vực như Ngân hàng Phát triển Châu Phi AFDB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng Phát triển Châu Âu EDB. Một phần quan trọng trong thị trường giao dịch Forex xuất phát từ hoạt động tài chính của công ty dịch vụ thương mại. So với ngân hàng hoặc nhà đầu cơ, những công ty này sẽ giao dịch Forex với khối lượng ít hơn và cũng không tác động nhiều lắm lên lãi suất thị trường. Tuy nhiên, dòng chảy thương mại là một yếu tố quan trọng theo hướng dài hạn của tỷ giá hối đoái, nên một số công ty đa quốc gia có thể tác động rất lớn đến thị trường nếu như họ nắm giữ một nguồn cung tiền lớn. Là nơi thực thi tất cả các lệnh và thanh khoản cho thị trường, nên ngân hàng thương mại được xem là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Thiếu bộ phận này, thị trường không thể hoạt động. Hiểu đơn giản, ngân hàng thương mại mua tiền của người bán và bán tiền cho người cần, từ đó tạo ra một dòng tiền thúc đẩy hoạt động kinh tế phát triển. Những quỹ đầu tư thì tham gia vào thị trường với mục đích là đầu tư và sinh lợi nhuận. Họ thường tham gia với số tiền rất lớn, vì vậy những thương vụ của họ có khả năng làm chao đảo thị trường, tiêu biểu như quỹ đầu tư mua bán vàng của SBDO. Tuy nhiên, vì có số tiền rất lớn và đội ngũ chuyên gia phân tích chuyên nghiệp, nên họ thường ở trong trạng thái giao dịch trung và dài hạn, thường là những người đi trước và tạo ra thanh khoản lớn cho thị trường. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của Team Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Broker, cầu nối cho các nhà đầu tư cá nhân. Broker là sàn môi giới chứng khoán, đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán. Còn Forex Broker hay sàn Forex làm nhiệm vụ cung cấp nền tảng giao dịch, cho phép các trader mua và bán ngoại tệ. Các nền tảng này giúp trader truy cập thị trường Forex 24/24. Sau đó, sàn Forex sẽ thu lợi nhuận thông qua mức spread giữa giá bid và giá ask của một cặp tiền tệ và mức phí hoa hồng. Ở giai đoạn trước, khi thị trường chứng khoán còn cục bộ, mỗi giao dịch tối thiểu sẽ yêu cầu từ 100.000 đô la, một số tiền khá lớn, gây khó khăn cho các cá nhân nhỏ lẻ muốn tham gia đầu tư Forex. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện sàn Forex, việc giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên cực kỳ đơn giản. Thay vì cần có 100.000 đô la, họ có thể tham gia thị trường chỉ với vài chục đô la, thậm chí với 1 đô la, bạn cũng có thể mua bán, giao dịch tại một số sàn Forex. Vì bản chất là nơi trung gian kết nối giữa trader nhỏ lẻ với những nhà cung cấp thanh khoản, nên việc quan trọng nhất của sàn Forex là đi tìm nhà cung cấp giá và sử dụng giá này để cung cấp cho các trader. Do có nhiều nhà cung cấp thanh khoản nên giá cả có thể sẽ khác nhau đôi chút, phụ thuộc vào đối tác mà sàn Forex chọn lựa. Nói đơn giản, sàn Forex gần giống như một thư ký ghi đề, có trách nhiệm ghi các con số từ khách nhỏ lẻ, sau đó gửi những con số hay các bảng đề này tới chủ đề và hưởng hoa hồng. Không loại trừ trường hợp thư ký thay vì chuyển bảng đề tới chủ đề, họ sẽ giữ lại nhằm thu được nhiều tiền hơn. Nếu trong bảng đó không có ai trúng, họ sẽ ăn đậm. Còn nếu có người trúng, họ sẽ phải tự chi trả số tiền này cho những người ghi đề từ họ. Sàn Forex cũng hoạt động gần tương tự như vậy, với cách thức tổ chức và nhiều khâu khác tinh vi hơn. Chính vì vậy mà người ta chia nó làm hai loại, sàn Forex ôm lệnh, Market Maker, và sàn Forex đẩy lệnh, sàn ECN. Với sàn Forex ôm lệnh, Market Maker,
họ có thể ôm lệnh từ chính trader để ăn phí hoa hồng và phí spread. Còn với những sàn Forex đẩy lệnh, sàn ECN, họ sẽ đẩy lệnh của trader tới một đối tác cung cấp thanh khoản và chỉ hưởng lợi bằng phí hoa hồng từ trader mà thôi. Dù biết là có nguy cơ bị ôm lệnh, nhưng trader bắt buộc phải thông qua môi giới mới có thể giao dịch Forex được. Họ chỉ là những con cá con, mua hoặc bán một số lượng quá ít ỏi nên khó có thể đề nghị với nhà cung cấp thanh khoản đưa tới họ một giá tốt hơn. Cũng chính vì thế, hiện nay có rất nhiều sàn Forex lừa đảo tìm cách ôm tiền của trader. Lựa chọn sàn Forex uy tín để giao dịch là một trong những khâu quan trọng nhất nếu trader muốn giao dịch Forex. Sự phát triển của Internet, cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân. Thị trường Forex vốn được phân tầng theo từng cấp độ khác nhau, trong đó lớn nhất chính là các nhà cung cấp giá cả thuộc Tier 1, bao gồm các ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, chiếm khoảng 60% giao dịch trong thị trường ngoại hối. Khách hàng của họ chính là những ngân hàng nhỏ hơn, các tập đoàn lớn đa quốc gia, các quỹ phòng hộ lớn cùng các sàn Forex hay những nhà tạo dựng thị trường bán lẻ. Ngoài ra, ngân hàng trung ương cũng tham gia vào Forex nhằm bình ổn tiền tệ cho đồng tiền thuộc quốc gia họ. Các thành viên của thị trường liên ngân hàng luôn tin tưởng lẫn nhau. Ngân hàng trung ương với tư cách là tổ chức điều hành sẽ đưa ra các yêu cầu chặt chẽ với các ngân hàng thành viên do mình quản lý và chịu trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động cho họ. Vì vậy, họ có thể tự do mua và bán một khối lượng lớn ngoại tệ trong ngày giao dịch mà không cần phải thực sự trao đổi lượng ngoại tệ đó. Cũng chính vì phân tầng như vậy nên trader cá nhân được xếp vào hạng bèo bọt nhất trong số các thành phần kể trên. Và như đã nói, giá tới tay trader đã phải đi qua vài cửa trung gian khác nhau, chưa kể còn phải chịu thêm một vài khoản phụ phí từ sàn Forex thu như phí swap nếu để lệnh qua đêm, phí chênh lệch spread, phí hoa hồng commission, thậm chí đôi khi còn gặp phải sàn Forex ôm lệnh. Trước khi tất cả mọi hoạt động giao dịch đều được thực hiện qua điện thoại, sau khi xác thực khách hàng, nhà môi giới sẽ thông báo giá niêm yết và khách hàng đưa ra lựa chọn mua hay bán một loại tiền tệ nào đó. Tuy nhiên, chính nhờ sự tiến bộ công nghệ, trong đó đáng kể nhất là sự ra đời Internet và sự phát triển của các phần mềm, các nhà đầu tư cá nhân đã có thể thực hiện giao dịch dễ dàng hơn thông qua các hệ thống giao dịch hiện đại như MetaTrader, Reuters Dealing System hay EDS. Tại sao nhiều người lựa chọn Forex? Đầu tư Forex đối với nhiều người không chỉ là một nghề mà còn là một cách tốt nhất để tạo ra lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn nhất. Lợi nhuận có được nhờ giao dịch Forex thực tế cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ lạm phát hay lãi suất ngân hàng. Nhà đầu tư Forex có thể nhận được thu nhập cá nhân rất cao từ các sàn Forex uy tín. Đòn bẩy tài chính cao có lẽ là lợi thế ấn tượng nhất của thị trường Forex. Nếu không nhờ có đòn bẩy, trader sẽ không bao giờ có thể giao dịch Forex bằng một số tiền ít ỏi. Đòn bẩy tài chính là một nghiệp vụ hỗ trợ từ các sàn Forex, giúp người chơi chỉ cần một số vốn nhỏ vẫn có thể giao dịch với kích thước khối lượng lớn hơn nhằm thu lợi nhuận. Các trader có thể tạo ra lợi nhuận nhờ giao dịch trên thị trường Forex, bất kể việc tỷ giá hối đoái tăng hay giảm. Bởi đơn giản, trader đang nắm trong tay cả quyền mua và bán bất kỳ một đồng tiền nào đó. Ví dụ, trader đang muốn giao dịch trên cặp tiền tệ đô la Mỹ trên đô la Canada. Nếu đô la Mỹ tăng, họ đặt lệnh mua và có lợi nhuận. Nếu đô la Mỹ giảm, họ đặt lệnh bán và cũng có lợi nhuận. Với Forex, trader không cần phải lo nghĩ đến xu hướng thị trường. Đặc thù của thị trường Forex là giúp bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những biến động của các cuộc khủng hoảng kinh tế. Nếu khủng hoảng xảy ra, thị trường chứng khoán có thể sụp đổ hoàn toàn, nhưng giao dịch Forex vẫn diễn ra bình thường, giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong Forex, sẽ có 4 phiên giao dịch chính, gồm phiên Sydney, phiên Tokyo, phiên London và phiên New York. Đây cũng là các trung tâm tài chính lớn nhất thế giới hiện nay. Nhờ vào vị trí địa lý được đặt tại 4 châu lục khác nhau, nên 4 phiên giao dịch Forex còn được gọi bằng các tên ngắn gọn hơn như phiên Úc, phiên Á, phiên Âu và phiên Mỹ. Các phiên giao dịch này cứ liên tục nối tiếp nhau, hết phiên này sẽ tới phiên kia. Còn một điểm nữa giúp cho Forex trở nên ưu việt, thay vì phải tập trung tại một địa điểm, một mặt bằng, thì các trader nhỏ lẻ có thể giao dịch với các broker qua phần mềm như là MetaTrader, thay vì đến một văn phòng hay là một địa điểm cố định. Do đó, chỉ cần có Internet thì các giao dịch Forex sẽ được thực hiện. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.